Vâng, và lại Iga và lại Seng. Trận thi đấu đầu tiên trong thi đấu thứ 6. Thôi cứ đều tay mà triển thôi. Đây trận thi đấu đầu tiên trong thi đấu thứ 6. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sen của Gunny thôi. Vâng, đánh theo kiểu Trung Quốc. Hai bãi quả tương đối gần, nhưng cũng phải hai cái G. Vâng, có hàng luôn. Quả chính nha tôi nha, không chơi ăn tranh quả chính đâu nha. Vâng, điều 6 khoản 9, trang 69 bộ luật đế chế sự. Không cho phép được ăn tranh quả chính của đối phương. Vâng, chung cuộc với xe đang là 3-2 nghiêng về cặp đôi đến từ Thái Bình. Thực sự là tôi và Gunny có một cái gì đó rất ảo diệu, tôi còn chưa hiểu được rõ nó là cái gì nữa. 13 nông dân trong là chính, đi dò thấy thêm con voi nữa mới là đẹp, thực sự là thấy thêm con voi nữa mới là đẹp rồi. 22 nông dân nhà dân kích đời 62x. Bà này ép chuẩn đầu 8, ép chuẩn đầu 8, không nói nhiều, đầu 8 cân đôi. Mà hình máy của cái tù à, vâng, Tom Cruise một tí đi. À vâng, Gunny một Tom Cruise một tí xem tình hình nào. Vâng, IA, 22, úp lô. Thôi hoảng rồi, đang đợi ông xem khỏe, ông IA đi úp lô. Vâng, giờ này cũng 6 giờ kém 10 rồi, liệu có úp được hay không? Đến màn hình máy của thủ Gunny tiếp thôi. 22/24. Vâng, LM đang được gấp rút thiết kế. Rồi, như vậy là Gunny sẽ kích nhá. Vâng, kích 8. Gunny lại kích 8. Vâng, đối phương đang chóng mặt. Gunny, anh nên bình tĩnh thôi. Người ta đang chóng mặt. Vâng, mèo cũng lên sớm. Mèo cũng lên rất sớm. Nhưng mèo cũng sẽ phải giật mình với cái tham lai lên đời của thủ Gunny. Chắc chắn là như vậy. Vâng, công giáp đi thôi anh. Công nghệ đi thôi. Đây là bãi quả nữa dành cho thủ Gunny. Vâng, vẫn kẻ ruộng cho nó chắc cộp. Chúng ta cùng xem. Vâng, đối nạn nhân thì tôi nói nạn nhân thì cho nó chuẩn bài. Nạn nhân đầu tiên của thủ Gunny là ai? Đây rồi. Như vậy là tốt. À không, tốt. Người nhà khổ. Vâng, nhà mình khổ quá. Vâng, chốt e vào. Chỉ cho tôi bãi quả phía trên luôn cho tôi ăn cũng được. Vâng, tham lai vẫn chưa lên 3 xong. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Gà bánh mèo luôn, gà bánh mèo luôn.
Sử 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 sử. Lịch sử lịch sử. Vâng, giải em đời ngày hôm nay vẫn đang gắn đi với một trận đầu 8. Vẫn đang vâng lấy giải em đời. Đây là P. Vâng, 1L 1P. Á á giò á giò. Giò nhìn thấy lạc đà gọi chú. Vâng, tạt luôn sang nhà thủ He. Tạt luôn, tạt luôn. Vâng, He vẫn đang lang thang chặt gỗ. Ôm gỗ để đóng nhà điều kiện nữa. Tôi nghĩ là hơn phút 12 và điều kiện gì đó phải xong xuôi rồi. Tôm chắc cũng tầm như He He thôi. Nhưng Gunny đang tạo ra sự khác bọt. Lại phải đi vòng rồi. Hơi mỏi chân rồi những con lạc đà. Úi giời, úi giời. Vâng, soi tham kỹ quá. Nhưng đi sai mất rồi. Vâng, kích 8, cân đôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 2 trong trận đấu thứ 6 thôi. Thank you.